Chị em, chúng ta đang ở cuối năm. Vào những cái ngày cuối năm, thường ở Canada và bên Mỹ có tổ chức lễ tạ ơn để cuối một thời gian chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì những ơn lành Chúa ban và những gì chúng ta làm cho nhau trong thời gian qua. Thế tôi cũng nhân tiện mừng cái dịp này để nói lên lời cảm ơn đối với Hội Tương trợ Linh mục Hưu dưỡng Việt Nam. Hội Tương trợ Linh mục Hưu dưỡng Việt Nam có tiền thân đó là Hội Ơn gọi Don Bosco, thành lập cách đây đã khoảng 20 năm. Rồi sau đó giúp cho các linh mục hưu dưỡng của giáo phận Sài Gòn. Mãi đến năm 2006, tức là cách đây 15 năm, thì thấy công việc của Hội làm tốt đẹp đối với ơn gọi dòng Don Bosco cũng như đối với các linh mục hướng dẫn Sài Gòn. Thì bây giờ Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa là Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam mới chính thức nhờ Hội lo cho cả các linh mục giám mục hướng dẫn trong các giáo phận còn lại. Đồng thời, Ngài cử cũng như Hội đồng giám mục cử ra Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống và tôi lo trực tiếp liên lạc phụ trách các vấn đề của Hội. Như vậy, Hội đã hoạt động chính thức cho Hội đồng giám mục Việt Nam từ 15 năm qua. Và từ 15 năm qua thì năm nào Hội cũng có gửi quà về cho các giám mục linh mục hưu dưỡng, mà số giám mục linh mục hưu dưỡng thì một ngày một tăng, bởi vì số linh mục giám mục tăng lên và cứ đến quy định 75 tuổi thì nghỉ hưu, cho nên cái số giám mục linh mục hưu dưỡng cũng tăng lên. Thế nhưng Hội vẫn chu toàn gửi quà về đều đặn hàng năm và số tiền càng ngày càng lớn. Đó chính là nhờ lòng quảng đại yêu thương bác ái của anh chị em. Cho nên hôm nay tôi chính thức lên tiếng để cảm ơn tất cả anh chị em đã quảng đại giúp đỡ cho các giám mục linh mục hưu dưỡng Việt Nam trong 15 năm qua. Trước hết, chúng ta nhớ đến những người đã qua đời. Tháng 11 sắp tới, đó là dịp chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng tôi ghi ơn các vị ân nhân đã qua đời, các vị hội viên, các cảm tình viên. Ở trong số đó, chúng ta nhớ đến Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống là những người sáng kiến và đã đi bước đầu trong công việc phục vụ các linh mục giám mục hưu dưỡng Việt Nam qua Hội Tương trợ Linh mục Hưu dưỡng Việt Nam. Rồi chúng ta cũng nhớ đến cha Đinh Ngọc Quế, đó là vị linh hướng đầu tiên của Hội đã qua đời. Chúng ta không quên ơn các ân nhân, các hội viên, các cảm tình viên của Hội rất nhiều cũng đã qua đời. Còn đối với những người còn sống thì tôi đặc biệt cảm ơn tất cả chị em, các vị ân nhân, các vị hội viên, các vị cảm tình viên không ngừng đóng góp cho Hội. Một cái Hội sống được 20 năm mà số giám mục linh mục hướng dẫn càng ngày càng tăng mà vẫn hoạt động hữu hiệu tích cực, đó chính là nhờ lòng quảng đại yêu thương của anh chị em đối với các vị mục tử. Đó chính là một cái niềm an ủi cho tất cả các vị mục tử sau một đời hoạt động, bây giờ đến lúc nghỉ ngơi cũng được vui tươi phần nào, bởi vì cũng có còn những người con chiên còn nhớ đến mình. Và chị em cũng nhớ lời Chúa Giêsu nói: bất cứ ai cho anh em một chén nước lá thôi vì anh em là môn đệ của Thầy,
thì ta sẽ không có quên ơn của họ. Đâm ra cũng cảm ơn tất cả biết bao nhiêu người đã đóng góp làm cho hội được vững vàng. Và hôm nay tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đặc biệt tới cha giáo Nguyễn Khắc Hy. Ngài rất bận rộn trong công tác giảng dạy các chủng viên, rồi đi giảng tĩnh tâm nhiều nơi. Nhưng cũng vì lòng yêu mến các giám mục linh mục về hưu ở tại Việt Nam, vì lòng yêu mến hội tương trợ linh mục hưu dưỡng Việt Nam, cho nên cũng không ngần ngại bỏ công sức trong mấy năm qua đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ, vận động để làm cho hội càng ngày càng vững mạnh. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành Chúa ban cho hội. Chúng ta hãy cảm ơn tất cả các vị đại diện đã phục vụ trong ban điều hành. Chúng ta cảm ơn tất cả các vị ân nhân, cả giáo hy vẫn đang tích cực hoạt động, và tất cả anh chị em. Hội sống được, mạnh mẽ được là nhờ lòng quảng đại của anh chị em. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho anh chị em, để anh chị em tích cực, quảng đại, giúp đỡ cho hội. Và đó chính là phát triển cho ơn gọi linh mục. Các linh mục suốt đời hoạt động, khi đến tuổi già có một sự nâng đỡ ủi an, sẽ làm cho những người trẻ hăng hái dẫn bước vào con đường dấn thân phục vụ Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kiều Sàng Bình Chí Linh. Hiện nay tôi đã là giám mục Tổng giáo phận Huế, và tôi cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thế dĩ tôi có mặt trên cái màn hình trước mặt quý vị đây, tại vì tôi muốn nói lời cảm ơn đối với tất cả các vị ân nhân trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, lo cho các linh mục hưu dưỡng trong 27 giáo phận trên toàn quốc. Chúng tôi cũng rất là biết ơn cái hội quỹ tự trợ các linh mục hưu dưỡng Việt Nam trong suốt thời gian qua đã huy động được cái lòng quảng đại của bà con giáo dân hải ngoại cũng như ở trong nước để giúp đỡ cho các linh mục hưu dưỡng tại Việt Nam. Và cũng qua cái màn ảnh này thì tôi cũng xin một lần nữa gửi lời kêu gọi đến tất cả các vị ân nhân suốt thời gian qua đã giúp đỡ các linh mục hưu dưỡng, nhưng mà trong tương lai cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ Hội Giám mục cũng như là các linh mục hưu dưỡng được có những ngày cuối đời bình yên, hạnh phúc, rất là cảm thấy ấm áp, được mọi người quan tâm chăm sóc. Tôi xin cầu chúc tất cả quý vị luôn luôn thành công trong cuộc sống, nhất là luôn luôn cảm thấy Chúa đồng hành trong cuộc hành trình đích thị. Trước hết tôi xin nói cái lời cảm ơn. Cho dù là đây là cái sáng kiến của Hội đồng Giám mục từ ban đầu, nhưng mà nếu mà không có những cái người đứng ra để mà năng động để mà triển khai nó thì cũng không có cái kết quả. Cho nên cái lời đầu tiên đó là tôi cảm ơn tất cả các ông các bà đã đáp lại cái lời kêu gọi của Đức Hồng Y Mẫn cũng như của các đức cha trong Hội đồng Giám mục để mà triển khai, để thực hiện nó. Những công việc nhỏ bé thế này này, nhưng mà nếu không có người làm thì không thể có kết quả được. Cho nên cảm ơn bà cố, cũng như cảm ơn tất cả các quý vị đây, cũng như nhiều người khác nữa là những người đã trực tiếp để mà triển khai cái công việc này. Rồi tiếp theo thì tôi cũng nhận tiện đây thì tôi được biết về tất cả các sinh hoạt và cái tấm lòng quảng đại của quý vị ân nhân trong suốt chẳng như là 10 năm vừa qua. Những cái đồng tiền của quý vị cũng là đồng tiền của mồ hôi nước mắt của bao nhiêu cung khó, nhưng mà quý vị cũng đã nghĩ tới các linh mục già yếu bệnh tật để có một cái chút
đóng góp vào trong quỹ tương trợ. Thì hàng năm chúng tôi vẫn nhận cái số tiền của quý vị dâng cúng giúp đỡ cho các cha hưu dưỡng ở tại Việt Nam. Thì các ngài luôn luôn nói cái lời cảm ơn nhưng mà không thể trực tiếp được, thì hôm nay cũng là cái dịp thuận tiện để tôi cũng thay mặt cho các cha đang hưu dưỡng để cảm ơn quý vị và xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Ở phát điểm thì bà cố và các cha vừa đi xem, chúng tôi không gọi là nhà hưu dưỡng, chúng tôi gọi là nhà tĩnh dưỡng. Nhà hưu thì có vẻ như là phế bỏ rồi, nhưng mà các cha về nhà rồi thì về nhà này là nhà tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Các cha không có đi hoạt động như các linh mục khác, nhưng mà các cha thay đổi công việc. Về đây các cha sống âm thầm hơn, nhưng mà các cha vẫn làm việc theo cái kiểu của người già. Đó là sự cầu nguyện, đó là sự hy sinh âm thầm chịu đựng bệnh tật, đền tội, cũng là cho giáo hội thôi. Và tôi vẫn nói là cái sức mạnh của giáo phận nó nằm ở bên nhà tĩnh dưỡng. Cũng như chúng ta vẫn nói rằng sức mạnh của giáo hội là Thánh Giá Chúa. Thánh Giá Chúa, một cái người bị đóng đinh là sức mạnh của giáo hội. Thì chúng ta cũng phải nói như thế, sức mạnh của giáo phận nằm ở nhà hưu, nằm ở các cha già đấy. Cho nên các cha ở đấy hàng ngày vẫn cầu nguyện cho giáo hội nói chung, cho giáo phận và cho các vị ân nhân. Những cái lời cầu nguyện kèm thêm sự đau khổ, kèm thêm sự hy sinh, kèm thêm bệnh tật, thì những lời cầu nguyện đó chắc chắn là có cái sự hiệu quả. Bởi vì các cha được thông phần vào mầu nhiệm Thánh Giá Chúa, cho nên các cha cầu nguyện cho tất cả mọi người. Cho nên các cha nhờ tôi nói cái lời cảm ơn đến tất cả các quý vị ân nhân. Nhưng mà quý vị cũng nhớ rằng là cái lời cảm ơn đấy được bảo đảm bằng chính sự hy sinh và sự đau khổ, sự bệnh tật của các ngài. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị ân nhân. Và chúng tôi cũng tin rằng tấm lòng của quảng đại của quý vị nó cũng không dừng lại ở đây. Bây giờ thì sang một giai đoạn mới, thì quý vị cũng tiếp tục để hỗ trợ cho các cha, để các cha vẫn tiếp tục làm việc theo kiểu của mình, theo kiểu của một người già, làm việc theo kiểu của một người bệnh. Và như vậy cũng là cái sự phục vụ giáo hội. Xin cảm ơn tất cả quý vị ân nhân và cầu chúc quý vị được dồi dào ơn Chúa, được bình an. Và cũng như quý vị thì cũng tiếp tục phục vụ giáo hội bằng những đồng tiền nhỏ bé của mình. Thì mỗi người một tay, mỗi người một cách, mỗi người một kiểu cũng là xây dựng giáo hội. Xin cảm ơn tất cả quý vị ân nhân.